tìm. Anh Huy đi chơi game rất nhẹ nhàng, như đi nghỉ mát. Anh sẽ là chị Lê Giang thứ hai. Chị Lê Giang hôm qua cái đi tắm biển Vũng Tàu, xong chị xui chị quay ngay ở chỗ này. Ủa hả? Vì sao? Vì sao? Là chị nguy hiểm. Đố anh chị nguy hiểm cái gì? Chị tự khai luôn, hôm qua chị tự khai về sự nguy hiểm nếu như cho chị chơi vận động. Anh đoán thử xem chị nói gì. Lệch hết. Lệch hết. Mèo hết. Má người biết mà. Y cha câu đó luôn. Em nói rồi, em sẽ phù hợp với giới tính. Nên là em sẽ không có gọi là sẽ phù hợp với Lê Giang. Không là hàng nhận vấn còn nguyên. Anh Nghĩa, anh Nghĩa còn nói là không phải chỉ lệ mà nó còn chảy sổ. Được, được. Ừ. 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 Ừ.